chỗ chỗ mới chỗ là không có làm ăn được gì hết trơn. Thấy trai đẹp ha, qua liền ha. Chào em. Dạ, chào anh. Em có thể giới thiệu cho khán giả truyền hình được biết em quê quán ở đâu và bao nhiêu tuổi? Em là Nguyễn Trần Duy Nhất, hiện tại là vận động viên môi thái đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và em sinh ra ở Nha Trang, lớn lên ở Lâm Đồng và sinh sống ở Sài Gòn. Năm nay em 28 tuổi. Nhiều. Năm nay em 28 tuổi. 28 dạ. Tuổi trẻ măng luôn. Ê, tụi anh với tụi em hợp luôn á. Anh cũng 28 mà đâu. Không, không, anh khắc cùng nha. Thôi, bây giờ đừng có tranh cãi nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu giải mã xem kỳ tài chúng ta như thế nào nha. Phần giải mã bắt đầu. Từ khóa như sau: con nhà nòi. Duy Nhất sinh ra trong gia đình nhà võ có truyền thống bao nhiêu đời, ai biết? Hết. Mời đội Lê Lộc. Theo em thì 4 đời, dạ 4 đời. 4 dạ, đời. Dạ. Dạ. Dạ bên đây đội bên đây có trả câu trả lời khác ạ. Rất cảm ơn hai đội trợ lý đã luôn luôn tìm những người kỳ tài để giới thiệu cho khán giả truyền hình được biết. Hôm nay đội nào sẽ là đội tiến cử vậy ta? Dạ, đội đây. Hay quá ha. Dạ, đội Xuân Nhân Cao sẽ là người tiến cử những kỳ tài. Trời ơi. Trời ơi. Chị đang winner kìa. Dữ quá ha. Dạ, bật mí sẵn luôn á. Bật mí sẵn luôn hả? Kỳ tài hôm nay sẽ là... Đó, nhìn là biết ai sẽ là kỳ tài liền. Trời ơi, đánh bóc bật đánh tươi à. Nói nghe nè, về tập tạ thêm nha. Tập thêm nha con. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn rồi. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ giải mã kỳ tài. Dạ, bây giờ đội Xuân Nhân Cao sẽ mời winner. Gợi ý cho tất cả các bạn khán giả và đội Thiên Thần Đỏ, các bạn đã đoán ra được người kỳ tài là ai chưa? Dễ dàng. Ủa, độc cô cầu bại là gì? Độc cô cầu bại tức là cô ấy độc, rất là độc. Cô ấy rất là độc mà cổ luôn luôn bị bại. Nói chung là bây giờ các bạn, người giải mã và các bạn muốn hiểu đúng không? Mời xem clip. Tôi chưa từng một lần hối hận khi chọn con đường mình đang đi. Một ngày 8 tiếng tập luyện, 15 cây số chạy bộ với bộ đồ ni lông nóng bức và những bữa ăn chỉ có chất xơ để ép cân. Mỗi ngày lướt qua vô vàn những lựa chọn thoải mái của nhiều người, tôi vẫn kiên định tập luyện và tôi đang lựa chọn sống vì một giấc mơ. Đó là bước lên vị trí của nhà vô địch, buộc cả thế giới lặng yên nghe quốc ca của mình, phải ngắm quốc kỳ của mình treo ở vị trí cao nhất. Tôi Nguyễn Trần Duy Nhất vô địch 7 lần liên tiếp giải môi thái thế giới. Đâu? Và bây giờ xin mời anh Nguyễn Trần Duy Nhất. Thường sao em không tiếp đãi anh giống vậy? Trời ơi! Về làm đội trưởng gì không? Chị ơi, chỗ mới chỗ là không có làm ăn được gì hết trơn. Thấy trai đẹp ha, qua liền ha. Chào em. Dạ, chào anh. Em có thể giới thiệu cho khán giả truyền hình được biết em quê quán ở đâu và bao nhiêu tuổi? Em là Nguyễn Trần Duy Nhất, hiện tại là vận động viên môi thái đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và em sinh ra ở Nha Trang, lớn lên ở Lâm Đồng và sinh sống ở Sài Gòn. Năm nay em 28 tuổi. Nhiều. Năm nay em 28 tuổi. 28 dạ. Tuổi trẻ măng luôn. Ê, tụi anh với tụi em hợp luôn á. Anh cũng 28 mà đâu. Không, không, anh khắc cung nha. Thôi, bây giờ đừng có tranh cãi nữa.
chúng ta sẽ bắt đầu giải mã xem kỳ tài chúng ta như thế nào nha. Phần giải mã bắt đầu. Từ khóa như sau: con nhà nòi, duy nhất sinh ra trong gia đình nhà võ có truyền thống bao nhiêu đời, ai biết? Hết. Mời đội lên lọc. Theo em thì 4 đời. Dạ 4 đời. 4 dạ, đời. Dạ. Dạ. Dạ bên đây, đội bên đây có trả câu trả lời khác ạ. À? Thưa chú Quyền Linh, là đội tụi con nghĩ là anh Nguyễn Trường duy nhất là sinh ra trong gia đình nhà võ có 3 đời. Nào nhất. Ở nhà em là truyền thống võ thuật, đã được tới đời của em là đã đời thứ tư rồi. Hay quá, hay quá, hay quá, hay không bằng hơn. Thứ tư rồi đó hả? Dạ, từ đời ông cố truyền cho ông nội, sau đó là tới ba rồi truyền cho em. Dạ. Và sau này em truyền cho con em luôn. Dạ, nếu như mà sau này con em thích và nó đam mê, nó có năng khiếu thì mình cũng sẽ hướng cho nó đi con đường võ thuật. Hy vọng đời thứ năm. Chúng ta sẽ đến với từ khóa tiếp theo, đó là độc cô cầu bại. Độc cô cầu bại duy nhất đã vô địch giải nghiệp dư thế giới hạng 60 cân bao nhiêu lần? Đội siêu nhân rao. Dạ thưa chú Quyền Linh, là khi nãy là tụi con cũng đã nghe thấy anh Nguyễn Trường duy nhất nói rồi là 7 lần. Bên đây có câu trả lời khác không? Con nghĩ là chắc cỡ chục lần đi. Tại vì em tin anh. Em tin anh. Hơn chục lần đúng không? Dạ. Rồi chúng ta xem lại hình ảnh của 7 lần vô địch. Lần thứ nhất em tham dự giải vô địch Muay Thái nghiệp dư, đó là ở Thái Lan năm 2010. Lúc đó thì đội tuyển chỉ có 5 người thôi, 5 người của Việt Nam đầu tiên tham gia bộ môn Muay Thái. Thì lần đó thì em đánh chung kết với vận động viên của chủ nhà Thái Lan và đã thắng sát nút 1 điểm và giành được tấm huy chương vàng đó cho Việt Nam. Lần thứ nhất ở Thái Lan. Lần thứ hai. Lần thứ hai là cũng tổ chức ở Thái Lan luôn, nhưng mà nó là một cái tỉnh khác ở Thái Lan. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần view clip từ lần vô địch thứ hai. Thấy cầu thủ lần này hình như to lớn hơn em đúng không? Dạ, Nhất. Em đi đánh giải quốc tế thì đa số các vận động viên đánh với em họ đều cao hơn. Nhưng mà em có thể nói về cái đối thủ lần thứ hai này nè. Dạ. Có gì nguy hiểm không? Dạ, đây là một vận động viên của Italy thì họ đánh chuyên nghiệp rất là nhiều. Mà ở Việt Nam mình thì chơi bên nghiệp dư là chính. Thì khi mà đánh với vận động viên này phải đánh tay đôi, đánh đổi rất là nhiều thì mới giành được chiến thắng. Chứ là mình sẽ áp dụng nhiều cái lối đánh cũng như kỹ chiến thuật mà từ ngày xưa ba mẹ dạy. Khi mà anh biết anh phải đối đầu với lại vận động viên người Ý, anh có sợ không? Một võ sĩ khi bước lên sàn đài thì cái nỗi sợ nó phải mất đi, giống đi. Khi mà chỉ cần xuất hiện một xíu gì đó nỗi sợ thì chắc chắn trận đấu đó mình sẽ thua. Chúng ta sẽ đến với clip chiến thắng lần thứ 3 của bạn Nhất. Wow. À, hay hay. Cái cú đó là sao em? Cú đó rồi, cú gì đó? Cái đòn đó là đòn Rve. À, Rve. Rve. Tức là em nhá bên đây, em quay là em gọi là hồi mã thương bên kia đúng không? Dạ. Chà, cú đó độc quá nha. Mà những võ sĩ tại sao họ lại không có tính toán tới cái cú hồi mã thương đó ta? Nhiều lắm, những cái đòn đó thì sử dụng lâu lâu mình chỉ sử dụng trên sàn đài thôi. Tại vì cái đòn đó giống như là một cái đòn bất ngờ á. Mình có thể, một là mình kết thúc được địch thủ, còn hai á, khi mình đánh hụt đòn đó thì mình sẽ là người sẽ bị địch thủ đánh. Đúng đó. Tại vì bao giờ cái đòn đó nó rất là quen thuộc. Thành ra nếu mà em mà sử dụng đòn đó mà đối thủ biết á là mình chỉ có chết thôi. Chúng ta sẽ thử lại một cái gọi là cái thế đó đó ở trên sân khấu được không em? Dạ được. Được hả? Em ra đứng cho anh biểu diễn lại cái đòn đó. Liệu em có còn đứng đây để nói chuyện tiếp được không?
Anh Nhất hứa là anh Nhất tới đây anh Nhất thắng lại đi em đứng luôn. Hứa với em một cái tới đây là đứng lại thôi được rồi. Rồi em ra đứng đi, anh Nhất sẽ đứng lại đúng cho yên tâm đi. Đúng ngay mặt luôn. Rồi 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 cho mấy chiếc cấp cứu rồi. Em đứng thế thì sao cho nó hợp lý anh? Thì thủ bình thường. Dạ em thủ cho chắc cú nha. Dạ. Bắt đầu. Nhá trên, nhá dưới, nhá 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 nhiều. Đó, ngay đó luôn. Là ngay sống mũi luôn đó, em thấy là ngay sống mũi luôn đó. Cảm ơn anh, nhờ anh em biết thêm một đòn rồi. À, thường thì anh thấy Uy Thái là gối chỏ đúng dạ, không em? Đúng rồi. Và phải chính xác ngay trán ngay gì thì đối thủ mới choáng váng đúng không? Dạ. Và cái đòn đó không phải là ngay mũi nữa, là đòn đó phải là ngay trán đó. Lần thứ tư thì em vô địch ở đâu vậy? Lần này thì em cũng đánh ở Bangkok. Kỳ lạ nhá. Nãy giờ em toàn là vô địch trên đất Thái, mà đất Thái là một trong những cái nôi của Uy Thái. Thì ở bên Thái Lan cũng như là ở Việt Nam mình cũng có người hay người dở tùy địch thủ mình gặp. Thì em đánh với những võ sĩ Thái Lan thì cũng có trận thắng trận thua cũng nhiều. Lần thứ 5 em vô địch ở đâu? Lần thứ 5 là cũng ở Thái Lan luôn. Thứ 6? Thứ 6 là ở Thụy Điển. Thụy Điển. Lần thứ 7? Thứ 7 là ở Belarus. Belarus. Với 7 lần vô địch như vậy thì em cảm giác là lần nào ấn tượng nhất? Đó là cái lần vừa rồi, gần đây nhất là lần thứ 7 tại Belarus. Khi mà mình qua đó thì cái đánh là trúng mùa hè. Mùa hè mà tự nhiên là có tuyết. Đó, thì cái vận động viên ở Việt Nam của mình đó, thì không có quen với cái khí hậu nó thời tiết làm cho mình dễ bị chảy máu mũi cũng như là làm người mình bị cứng khô thì rất là khó đánh, nhưng mà mọi người đã cùng nhau khắc phục được cái thời tiết đó một cách mình tập giữ ấm cơ thể rồi đủ cách hết, và trải qua 4 vòng đấu thì đã vô địch được. Thì ở một cái nơi rất là xa, khi mình phải bay nhiều chặng máy bay mới tới được, thì điều đó nó nhiều ý nghĩa khi mà lá cờ Việt Nam nó tung bay trên cái đấu trường quốc tế. The winner is Red Nguyen Chen representing Vietnam. Anh ơi, mỗi lần đi đấu vậy có ai theo phụ của anh không? Thường thì đội tuyển Việt Nam đi thi đấu thì chỉ có huấn luyện viên chung với là vận động viên đi thôi. Tại vì những cái nơi mà đi xa ở châu Âu thì kinh phí của Việt Nam mình nó cũng không có cho phép. Bố anh Đin nói em nha. Em bỏ tiền vé. Bố anh Đin nói em nha. Em bỏ tiền vé. Yêu là em sẽ cho vật cho rất nhiều, không cần giữ lại. Em đi theo cũng khó đậu lắm à. Theo mệt thêm lo lại cho em nữa lạnh đó, nhiêu đó độ mà đi đâu mà đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với từ khóa thất bại. Duy nhất đã từng chấn thương nặng khi mà thi đấu nhưng vẫn giành chiến thắng, khi đó anh chấn thương ở đâu, có ai biết không? Rồi mời đội siêu nhân rau. Theo con thì mây Thái thì con thấy nãy giờ mấy anh biểu diễn như thế này thì một là ở chân, hai là ở tay, bởi vì hai bộ phận nó dùng nhiều, mà nãy em thấy là trên clip thì anh đa số là dùng tay ấy, cho nên em nghĩ là dùng tay sẽ bị chấn thương ở tay, tại vì em thấy tập trung ở phần trên. Con nghĩ là chấn thương mặt. Em có thể chia sẻ lại cho mọi người được biết không? Dạ, đó là năm 2012 thì em có đánh với một vận động viên đến từ Thái Lan và đánh tranh đai trận đấu đó. Thì hiệp 1 với hiệp 2 thì mình đã giành được chiến thắng ưu thế. Hiệp 3 là hiệp cuối thì em muốn tìm một cái trận đấu knockout để cho thắng luôn 3 trận luôn. Dạ, là ba cái hiệp đó mình sẽ chiếm ưu thế. Thì em mới sử dụng cái đòn reverse hồi nãy. Đó thì quýnh trúng ngay cái phần xương trán của địch thủ. Thì cái phần xương trán nó rất là cứng, thì cái tay em dội lại thì em cảm thấy nó hơi đau. Và lúc đó thì cũng còn khoảng 1 phút nữa của trận đấu sẽ kết thúc, thì em ôm cái phần tay này lại và quýnh cái tay trước với bạn hai chân thôi, cố gắng duy trì hết trận đấu, và khi trận đấu kết thúc thì giành chiến thắng. Nhưng mà khi bước xuống dưới thì em cảm thấy cái tay em nhói nhói, em lắc thì nó kêu cốp cốp quá. Thì về chụp phim thì nó mới thấy là bị gãy đôi cái xương. Rồi vậy là ảnh bị gãy đôi cái xương,
thì đối thủ nó phải gãy 4 lần cái đôi đó. Vậy lúc đó là anh Nhất dùng cái chiêu là đờ ve. Ờ, đờ ve giờ nãy đó. Còn ông bạn là ông chơi chiêu thiết đầu công. Động tướng quá bị gãy đó. Trời, cái đôi thủ đó xuống chắc chắc lắm. Ông tính lắm luôn á. Em có thể chia sẻ với anh là 7 lần vô địch như vậy, nhưng mà có những cái lần thất bại thế nào? Thi đấu thì ai cũng phải có thất bại cũng như là thành công. Đó thì có một lần SEA Games 2009 tổ chức tại Lào. Thì khi đó mình phải đánh với là một vận động viên mà khi mà ban tổ chức của họ thì là trọng tài hết luôn. Thì mình cố gắng hết sức rồi nhưng mà đánh cỡ nào cũng không thể nào thắng được. Thì những cái lần như vậy thì cũng cảm thấy rất là buồn. Nhưng mà mình tự nói với lòng mình phải cố gắng lên. Nếu mà mình không đánh được họ bằng thắng điểm thì mình phải đánh được bằng thắng knockout thì mình mới giành được chiến thắng của trận đấu. Chỉ có knockout tại chỗ để cho mọi người thấy là thua thôi. Dạ. Đúng không? Còn chứ cái điểm nào mình cũng sẽ thua. Ra không có thấy được. Dạ. Chúng ta sẽ đến với từ khóa tiếp theo để giải mã nhân vật ngày hôm nay, đó là gia đình. Ai là người thầy dạy võ đầu tiên của Duy Nhất? Rồi. Dạ, ông nội. Ai dạy? Ba mẹ. Ba mẹ. Ba mẹ. Rồi, em hãy chia sẻ mọi người là ai là người thầy đầu tiên của em. Dạ, khi mà sinh ra đó chứ là ba mẹ là người luôn luôn gắn bó với bản thân em. Đó. Thì nên là ba với mẹ cũng đều là những võ sĩ giỏi ngày xưa. Mẹ em cũng là võ sĩ Muay Thái luôn. Dạ, mẹ em ngày xưa cũng là võ sĩ kiếp giải phóng á. Thì ở Việt Nam mình có võ đó là võ tự do. À. Thì đánh cũng giống như là Muay Thái vậy. Cũng sử dụng cùi chỏ, đồ gối, đồ nhiều. Đó, sau này thì đòn chỏ và gối gây sát thương, bị chấn thương nhiều quá. Thì ở Việt Nam mình mới bỏ chỏ, bỏ gối và chuyển thành võ cổ truyền bây giờ. À. Tại sao em lại chọn cái môn Muay Thái này? Dạ, tại vì ngày xưa theo truyền thống của nhà em đó là võ tự do. Thì nó cũng giống như là bộ môn Muay Thái bây giờ đó. Thì đến năm 2008 khi em xuống dưới Sài Gòn này để học Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Thì lúc đó em vẫn đang tập bộ môn võ cổ truyền. Vì cái bộ môn tự do thì bị cấm thi đấu, cho nên em tập bộ môn võ cổ truyền. Nhưng mà đến năm 2008 đó, thì võ cổ truyền và vô Việt Nam mới là tranh là quốc võ của Việt Nam. Thì khi đó thì bản thân em muốn được đi thi đấu quốc tế, muốn được khoác lên mình lá cờ tổ quốc để đi thi đấu. Nhưng mà võ cổ truyền khi mà không có được công nhận thành quốc võ thì sẽ không được đi quốc tế. Lúc đó thì em mới ở thành phố có đợt tuyển sinh vận động viên Muay Thái thì em mới đăng ký thử. Và lúc đó thì lọt vô top 5 người đầu tiên. Và theo tập luyện bộ môn Muay Thái là phát triển nhất thế giới. Hôm nay em đi với ai? Hôm nay thì em tới đây cùng với mẹ và chị hai với lại em út. À, dạ. Chị hai em có đánh võ không? Chị hai thì cũng chỉ có tập để biết, để tự vệ. Để biết, để đối phó với anh hai đúng không? Dạ. Thôi có mẹ thôi, mình mời mẹ lên đây đi. Mời mẹ Duy Nhất. Chào à, em hiền lên. Dạ, chào con. Mời cô ngồi ạ. À. Con thấy chưa? Thấy bác chưa? Dạ, cho con hỏi là bây giờ cô còn đi đánh võ không nữa không? Hiện giờ thì 55 tuổi rồi, cho nên cô không còn thi đấu như thời còn trẻ. Giờ cô chỉ có dạy và truyền đạt lại cho các thế hệ sau này để đứng lên bảo vệ Việt Nam mình vững chắc. Con muốn hỏi một cái chuyện với nhị là thường á, lúc mà cô quen chú á, là cô quen trong lúc mà thi đấu luôn hay sao cô? Đúng rồi. Khi thời năm 79 có thi đấu, tại thời đó là cô thi ở trong ngành võ thuật của Khánh Hòa, đi đấu từ Sài Gòn ra Quảng Ngãi và Quảng Ngãi vô Sài Gòn, không còn đối thủ để mà mình chiến đấu. Trời ơi. Rồi cơ hội đó thì rất là nhiều chàng trai theo, nhưng mà trong đó có ba của Nhất rất là kiên trì theo miết từ Quảng Ngãi mà về Nha Trang theo mãi cho đến 3 sau năm liền bị nhiều mới đòn, trời ơi, nhiều đòn của cô, chú cũng đã khuất phục. Lúc đó là chú cũng là đánh võ. Có đánh trên đài không cô? Trên đài thì đấu với nữ thôi, không có đấu với nam. À, mình chú, nữ đấu với nữ. Chú đi coi thôi đúng không? Không, ảnh là con của võ sư.
ảnh là võ sĩ cũng tương đối là hồi đó là nổi tiếng. Thi đấu trong đội bạn với nhau, cứ gặp nhau với cứ những cái giải mà tổ chức là gặp nhau. Cô ơi, cái nghề này nó rất là nguy hiểm cô. Đúng rồi. Tại sao cô lại cho con cô theo cái nghề này? Và khi mà cháu đi thi á, thì cô có lo lắng, cô chú lo lắng điều gì không? Nói chung là rất là lo lắng, nhưng mà mình phải tự tin. Tại vì mình có những cái bài tập rất là gian khổ. Cho nên khi mình gian khổ, mình vượt qua cái gian khổ đó là mình phải tự tin, phải chịu đòn địch thủ rồi mới chiến đấu được. Dù mình có thua địch thủ cũng phải nhìn địch thủ để mà đánh té, để mà trả đòn. À. Đó. Cho nên rất là nguy hiểm. Con cô còn trẻ như vậy, rồi cứ đi thi đấu hoài, cái đam mê vậy hoài, rồi cô tính tới vợ con lập gia đình này kia không cô? Chưa đâu. Mình vẫn vô địch 7 lần nhưng cũng chưa thành đạt lắm đâu. Ôi, cho nên cái nói là cô nói là con phải cố gắng lên nữa, chiến đấu nữa, đến lúc nào mà không còn đấu đam mê nữa là mới nghỉ để ở nhà mình lo gia đình thôi. Thôi đấu tới chừng nào hết đam mê rồi ai đâu mê mình nữa. Con chờ ảnh được. Hay quá ha. Này giờ nó để ý rồi đó. Nó dạy nó thái xong rồi. Cô sẵn sàng. Dạ, cô đang rất là cần những học viên, những thế hệ sau này. Nếu có cái tâm hồn, cô sẽ truyền đạt tất cả. Tại vì mình chết đi là mang theo chứ không có thể gì. Cho nên muốn truyền đạt, dù không có đồng nào, cô vẫn truyền đạt cho các em để mà khỏe mạnh, để mà có chút để hộ thân, bảo vệ thân mình và bảo vệ gia đình và bảo vệ tổ quốc. Dạ, con cảm ơn cô. Nhất đi thi đấu rất nhiều, nhất sợ nhất là gặp đối thủ như thế nào? Thì khi mà bước lên sàn đài á, như em đã nói á, thì chỉ cần một cái nỗi sợ mà nó xuất hiện thì chắc chắn cái trận đấu đó mình sẽ thua. Cho nên là quan trọng nhất đó là chính là bản thân của mình. Vì vậy cái địch thủ mà khó nhất đối với em chính là bản thân của em. Anh ơi, anh có bị áp lực bởi anh là con nhà nòi? Này rất là hay. Kế hoạch về tương lai của Duy Nhất như thế nào? Thì em vẫn đang thi đấu đội tuyển quốc gia và sẽ cố gắng thi đấu đến năm ở Việt Nam. Mình sẽ tổ chức SEA Games 4 năm nữa thì SEA Games sẽ quay lại về Việt Nam của mình. Lúc đó thì sẽ cố gắng giữ vững được cái ngôi vị để cho Việt Nam mình có được tấm huy chương vàng SEA Games đó. Thì sau khi mà kết thúc cái sự nghiệp thi đấu của mình không còn khả năng thi đấu nữa thì mình sẽ chuyển qua công tác là huấn luyện và đào tạo. Mình sẽ đào tạo ra những võ sĩ tốt để thay thế mình. Và lúc đó khi mà những vận động viên nó đi thi đấu, có nghĩa là chính bản thân của mình thi đấu. Họ thắng là mình thắng, mà họ thua là mình thua. Hay. Anh định khi nào lấy vợ anh? Cái đó chuyện đó để chị hỏi, em hỏi cái gì con nít con nôi. Anh hỏi bao giờ lấy vợ đó nhất. Thôi để anh vô trong trả lời chia riêng em. Nói rồi, sau sự nghiệp 4 năm nữa, SEA Games xong mà nó lấy vợ đó. Chúng ta sẽ đến với phần trình diễn của Duy Nhất trong ngày hôm nay. Trận đấu bắt đầu. Mời con đây ạ. Mấy đứa lấy huy chương cho chị tỏ ngành coi. Anh thấy có một cái cú mà nãy em bay lên xong rồi có cú rất là độc của em, tức là bay lên trên vừa gối mà vừa chỏ xuống trán đối phương đó, đúng không? Cái cú đó là cú gì vậy? Đó gọi là gối bay. Gối bay hả? Dạ. Cú đó phải là cú mà gọi là tuyệt chiêu không? Dạ đúng. Cú đó thì đối phương chỉ có ngã gục thôi quý vị. Tuyệt vời. Một tràng pháo tay dành cho Duy Nhất. Chú ơi, hả? Con không đánh rồi, con muốn gục rồi. Chương trình rất cảm ơn cô mẹ của Duy Nhất. Cảm ơn em của Duy Nhất. Và đặc biệt là chương trình sẽ gửi tặng em một kỷ niệm chương
Chúc em sẽ thành công và chắc chắn rằng SEA Games tại Việt Nam mình sẽ giành huy chương vàng. Hứa nha. Cố gắng. Một tràng pháo tay dành cho duy nhất. Đây, họ tặng đi. Dạ, yêu thương ạ. Trời ơi, không dám tặng. Tặng đi. Lâu, lâu. Bình tĩnh. Long Hoa. Trời ơi. Ảnh có anh em danh á. Sao hôm qua ôm ảnh mà ôm đây không vậy? Trời ơi. Dạ anh. Dạ, ý anh cầm được không? Đem vô giúp luôn, đem vô. Em cầm cho anh nhé. Dạ. Một lần nữa.